Chào các bác nhé. Thì hôm nay em cũng có một ít mặt hàng về chia cho các bác ạ. Đây là lan Thượng Hải nhé. Đây có 6 ngọn lan Thượng Hải. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ngọn. 7 ngọn lan Thượng Hải nhé. Dòng lan Thượng Hải này thì có mặt hoa cũng khá là đẹp các bác. 7 ngọn nhá. 7 ngọn này thì 7 ngọn cộng với một số loại lan này cũng chưa biết cái tên của nó này. Đây này, không biết là dòng lan gì. Giống như lan mật khẩu hay cái dòng gì nhá, chưa biết tên thôi. Cái này thì cũng khá là nhiều ngọn. Đến thì 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Có 14 ngọn nhá, cái rể này ạ. 14 với 7. Cái hình này thì có giá là 150k bao ship nhá. Cái hình này lan Thượng Hải thì có giá là 150k bao ship. Còn bên này hình thứ hai nhá, hình thứ hai là lan này. Đây hai rề mặt xuân. Rề cái dòng kiến kiến gốc đỏ nhá. Thế này là dòng kiến là gốc đỏ và hai rề rau rồng. Hai dề đó đông và hai dề lan Kim Khánh nhé. Đấy, hai dề lan Kim Khánh. Cái hình này thì có giá là cũng là 150k bao ship luôn. Đấy. Cái dề này cũng có giá là 150k bao ship nhé. Đây là hình số 2 nhé, hình có Kim Khánh nhé. Đấy. Hình này có giá là 150k bao ship nhé các bác nhé. Và cái hình này cũng vậy luôn, có giá là 150k bao ship luôn. Hai loại lan nhé.